Sách Dân số chương 17, Bình Hương. Đức Chúa phán với ông Môsê: Người hãy nói với Elada, con của tư tế Aharon, phải cất các bình hương trên đám than hồng đi và hất lửa ấy ra xa. Dù những bình hương đó là của những kẻ đã phạm tội mà phải chết, nhưng chúng đã được thánh hiến, nên các ngươi hãy giác thành những tấm đồng mỏng phủ lên bàn thờ. Quả vậy, các kẻ ấy đã tiến dâng trước nhan Đức Chúa và đã thánh hiến chúng. Chúng sẽ nên dấu hiệu để cảnh giác con cái Israel. Tư tế Alada lấy các bình hương bằng đồng mà những người chết cháy đã tiến dâng và giác thành những tấm mỏng phủ lên bàn thờ. Chúng sẽ nhắc cho con cái Israel nhớ rằng không một ai ngoài dòng dõi ông Aaron tới gần thắp hương trước nhan Đức Chúa mà không bị chung một số phận với Cô-rát và đồng bọn của y như Đức Chúa đã phán qua Môsê. Ông Aharon chuyển cầu. Hôm sau, toàn thể cộng đồng con cái Israel kêu trách ông Môsê và ông Aharon rằng chính các ông đã giết dân của Đức Chúa. Và khi cộng đồng tụ tập trước mặt ông Môsê và ông Aharon thì họ quay về phía lều hội ngộ. Và kìa, mây bao phủ lều và vinh quang Đức Chúa xuất hiện. Bấy giờ, ông Môsê và ông Aharon đến trước lều hội ngộ. Đức Chúa phán với ông Môsê: Các ngươi hãy rời xa cộng đồng này, vì ta sẽ hủy diệt nó trong giây lát. Các ông liền nằm sấp mặt xuống đất. Ông Môsê nói với ông Aharon: Ông hãy cầm bình hương, lấy lửa trên bàn thờ thắp vào, đổ hương lên, rồi lập tức đến với cộng đồng làm nghi thức xá tội cho họ, vì Đức Chúa đã nổi cơn thịnh nộ và tai họa đã bắt đầu. Theo lời ông Môsê, ông Aharon cầm bình hương chạy đến giữa công hội, thì này tai họa đã bắt đầu hoành hành trong dân. Ông đốt hương và làm nghi thức xá tội cho dân. Ông đứng giữa kẻ chết và người sống, tai họa liền chấm dứt. 14.700 người đã chết trong tai họa này, không kể những người chết trong vụ Cô-rát. Ông Aharon trở lại đứng bên ông Môsê ở cửa lều hội ngộ thì tai họa dứt hẳn. Cây gậy của ông Aharon. Đức Chúa phán với ông Môsê rằng: Hãy bảo con cái Israel nộp cho ngươi qua các trưởng tộc, mỗi gia tộc một cây gậy, tất cả là 12 cây. Ta sẽ viết tên mỗi người vào cây gậy của nó. Ngươi sẽ viết tên của Aharon trên cây gậy của Lê-vi, vì thủ lĩnh gia tộc của chúng cũng phải có một cây gậy. Ngươi sẽ đặt các cây gậy đó trong lều hội ngộ trước chứng ước nơi ta gặp gỡ các ngươi. Ai được ta chọn thì gậy của nó sẽ đâm chồi. Như thế ta sẽ làm tiêu tan, không để thấu tới ta những lời con cái Israel kêu ca lẩm bẩm, những lời chúng thốt ra chống lại các ngươi. Ông Môsê nói lại với con cái Israel và tất cả các trưởng tộc đã trao gậy cho ông, mỗi người một cây gậy theo số các gia tộc, tất cả là 12 cây, trong đó có cây gậy của ông Aharon. Ông Môsê đặt các gậy đó trước nhan Đức Chúa trong lều chứng ước. Hôm sau ông Môsê tới lều chứng ước thì kìa, cây gậy của ông Aharon thuộc gia tộc Lê-vi đã đâm chồi, trổ bông và kết trái hạnh đào. Từ trước nhan Đức Chúa, ông Môsê lấy tất cả các cây gậy đưa ra cho toàn thể con cái Israel xem, và mỗi người đã nhận lại cây gậy của mình. Đức Chúa phán với ông Môsê: Hãy đưa cây gậy của Aharon đặt trước chứng ước để lưu trữ như dấu chỉ cảnh cáo những đứa phản loạn. Như thế ngươi sẽ làm tiêu tan, không để thấu tới ta những lời chúng kêu ca lẩm bẩm, và chúng sẽ khỏi phải chết. Ông Môsê thi hành như Đức Chúa đã truyền, ông làm đúng như vậy. Vai trò đền tội của tư tế. Con cái Israel thưa với ông Môsê: Chết chúng tôi rồi, chết hết, tiêu vong hoàn toàn. Ai mà tới gần nhà tạm Đức Chúa thì sẽ phải chết. Chúng tôi sẽ bị tận diệt sao?